Càng tu hành càng nhận biết lực lượng vĩ đại bên trong. Quý vị khỏe không? Dạ khỏe, Thư rất khỏe, tốt ạ. Thấy vui chưa? Dạ vui, tôi quên mất, tôi đi mua đồ. Ra ngoài kia mua đồ, quên là quý vị đang chờ. Đi mua đồ ăn, quên. Tôi không biết cái đó có ngon hay không. Thôi kệ cho quý vị đó. Giận quá vậy quá. Tức quá, giận quá, giận quá. Cảm ơn sư phụ. Đưa cái này cho họ. Để họ tự lấy, để đó, họ tự lấy. À, bất cứ chỗ nào, đằng sau, đi phía sau, đằng sau và ở giữa. Rồi ha. Tôi thích ngôi làng này, quý vị có thích không? Dạ. Tôi rất thích nơi này. Tôi thích chỗ này. À, tôi chỉ đi... Mỗi người lấy một chút nhé. Mỗi người lấy chút chút thôi, nếu không đủ nha, không có thời giờ mà đi mua nha. À, không có thời giờ đi mua. Được rồi, okay đó. Ở đó. Xin lỗi. Over there, sorry. Mỗi người lấy một ít thôi, chia cho hàng xóm nha, ok. Chia cho hàng xóm nha, đừng ăn hết mập ra, hiểu chưa? Rồi vô cửa không có được. Và dòm cái hình giống không có giống cái... gì đó. Cái gì? Cái tấm hình á, cái thẻ. Rồi, ok. Tôi nên nói tiếng gì? Quý vị có thông dịch không? Dạ có. Chỉ cho người Âu Lạc Việt Nam. Không, người Âu Lạc Việt Nam không có thông dịch. Dạ, được rồi. Thôi nói tiếng Việt hả? Mấy đồng chí ok không? Mạnh giỏi không? Ngồi sau không có thấy hả? Ngồi sau có thấy không? Người nào không thấy giơ tay lên coi. Sorry. Rồi, tôi đứng lên. Sư phụ ngồi đi, sư phụ. Thấy rồi, sư phụ. Không sao. Ngồi làm gì? Tối ngày ngồi hoài, ngồi trong bàn giấy làm việc, ngồi thiền, rồi ngồi trong chỗ chơi với chó, ngồi lung tung. Thôi, bây giờ muốn hỏi gì hỏi đi. Hồi nãy không có thì giờ. Người nào muốn hỏi giơ tay lên. Microphone. Microphone for them. Dạ rồi, đẹp gì. Mấy người mới đẹp. Con kính chào sư phụ. Đâu ở đâu vậy? À rồi, nói đi. Dạ, con cảm ơn sư phụ đã an bài cho con qua đây gặp sư phụ. Thì trước khi qua đây á, sư huynh có dặn con như sau. Cho huynh gửi lời hỏi thăm sư phụ và chúc sư phụ thành công mỹ mãn trong việc như ý của sư phụ. Cảm ơn. Dạ. Vậy con cảm ơn sư phụ đã yêu thương, từ bi và luôn nhẫn nại vì chúng con. Chúng con tu hành rất dở. Nên con xin ngài hãy luôn gia trì cho chúng con. Con xin hết. Dở mà dám khoe nữa hả? Okay. Con chào sư phụ. Cô này về nhà hỏi thăm sư huynh nha. Sư huynh tên gì? Sư huynh dạy con, nhưng mà con cũng chưa bao giờ hỏi sư huynh là ai. Vậy tốt rồi, đừng hỏi. Dạ. Hỏi mất công. Hỏi mất công dính líu cảm tình mệt. Đây người này nè. Next. Giơ tay cao lên người ta mới thấy. Rồi, hỏi đi. Dạ. Con xin thưa với sư phụ là con thọ pháp đã gần 7 năm nay, nhưng mà con có hai vấn đề. Con có phải là con tu hành gặp nhiều rắc rối hay là con chút phách lối con cũng không biết nè. Lúc con chưa thọ tâm ấn, con có nghe đồng tu nói là sư phụ có thể đưa cha mẹ lên tới đẳng cấp thứ ba, thứ tư là. Nên con rất là thích, con mới đi thọ tâm ấn. Ước muốn của con cũng muốn được cho cha mẹ con giải thoát. Tại vì con hơi dùng
Tại vì con có chồng qua bên đây á, thành ra con cũng nhớ cha nhớ mẹ, thành ra có lúc cũng buồn, cũng muốn cho cha mẹ giải thoát để mà vui vẻ. Nhưng mà con thọ tâm ấn được 6 tháng thì con ngồi thiền á, con có cảm giác như con ngồi chút xíu cái linh hồn nó xích ra. Nó ở lững lững mà cái đầu cứ chút xuống vậy, cái con cái thấy nó kỳ cục. Lúc mới tu con không có biết cái đó là thể nghiệm. Con cũng không có biết là ở đây quê thải để hỏi được nữa. Con nói cái gì kỳ cục, tự nhiên cứ ngồi chút xíu thì bay ra, dạng như nó cứ lưng lửng nha. Con ngồi con cứ vịn cái ghế mà con cứ sợ té hoà. Rồi con nói thầm là con không có thích cái cảm giác như vậy, cảm giác như vậy kỳ cục quá, con không có chịu. Mỗi lần gặp như vậy là con gắng tỉnh lại để con đừng có thấy như vậy. Rồi từ đó một thời gian con mất cái đó thì sau này con mới biết, con đi hỏi ở đây con mới biết cái đó là thể nghiệm. Nói cái đó thì phải để cho sư phụ an bài, là không có cần phải sợ. Nhưng mà con đã mất cái đó rồi, thành ra con không biết có khi nào, tại con nghĩ vậy thành ra con không có đúng, cho nên con mới mất vậy. Rồi con không biết là con tu hành có được tiến bộ không, con sợ tâm nguyện của con không có đạt được tới như lúc ban đầu. Con muốn hỏi sư phụ là con có thể tu hành làm sao để có thể giúp cho cha mẹ con giống như là con ước muốn ban đầu. Không sao, cứ tiếp tục tu. Tại cô không muốn thấy thì không cho thấy. Đúng rồi, muốn gì đừng lấy, còn đòi gì nữa. Cái đó không phải là tại con phách lối quá hả sư phụ? Không phải đâu, không phải. Tại mới mình không biết rồi. Ok. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhưng mà có cái gì thì mình phải thưởng thức cái đó chứ đừng có chê khen ha. Dạ, con sợ là tại vì con chê thành ra con mới không có rồi. Con sợ gì rồi, cái con không có tu được không nữa. Không sao. Dạ, tiếp tục. Ok, cảm ơn sư phụ. Không có sao. Không phải nhiều khi thấy nhiều mới là tốt. Nếu đời sống mình thuận lợi, tâm tính mình cải biến tốt hơn á, thì vậy cũng là biết bên trong mình có tiến bộ ha. Bên trong mình tiến bộ thì bên ngoài cũng tiến bộ. Next one. Microphone. À, để bà kia nói trước. Chào con, kính chào sư phụ. Dạ, chào bác. Dạ. Chào cô. Là đồng tú Âu Lạc. Ở Huế hả? Dạ. Phải là ở Huế hay là không? Dạ, ở Nghệ An ạ. Nghệ An, rồi, dạ. Rồi sao? Có chuyện gì? Dạ, con muộn thứ về sư phụ. Con tu đến năm nay là 23 năm. Con có cái thể nghiệm ở tai thì rất là rõ. Ê. Nhưng mà ánh sáng mơ. À, dạ, mà không được thấy rõ lắm. Dạ, con xin sư phụ khai thị thêm cho con ạ. Và con muộn kể rất là nhiều thể nghiệm ở gia đình con. Thể nghiệm bên ngoài hiểu. Còn thể nghiệm bên trong người nào cũng có hiểu rồi. Dạ. Thầy kể một vài cái thôi, kể nhiều quá rồi phải ngồi đây ngủ tới mai á. Dạ. Tại người nào cũng có nhiều quá. Thôi về viết sách ra đi. Viết ra cũng sách đó. Thôi nói đi. Dạ. Cả dòng họ nhà con có 20 người tu theo sư phụ từ năm 1995 cho tới nay. Wow. Dạ. Và cái đứa nhỏ nhất là nó 4-5 tháng tuổi, nó cũng theo sư phụ, nó ăn chay từ trong bụng mẹ. Và có một cái thể nghiệm hay nhất và đáng nhớ nhất là cái thằng cháu ngoài, là mẹ nó mang thai mà để đi bác sĩ nào cũng nói là không thành người hết. Và con trẻ tuổi thì con phá đi, rồi là đẻ đứa khác. Thế thì siêu âm 3-4 lần đêm như vậy. Thì vợ chồng con nói là bây giờ con đi Sài Gòn là nơi hiện đại, máy móc hiện đại nhất. Thì con siêu âm bữa 3 chiều đưa về đấy để cho ba mẹ coi. Thì ở Sài Gòn họ cũng nói như vậy. Về quyết định là ba mẹ nói là bây giờ hai con không được phá. Mà cái thằng con rể này là nó đang ăn chay. Nó đang trên đường theo. Dạ, thế thì ba mẹ nói là cả con đừng có phá, cứ để đó ba mẹ lo. Thì suốt ngày đêm là ba mẹ ngồi cầu nguyện để cho cái thằng con rể này cũng như dòng họ bên nhà Xu gia là họ hiểu được mình tu pháp môn này nó tốt như thế nào. Đến chừng 8 tháng sau, cháu đi siêu âm, cái cháu bé ở trong bụng là chỉ sứt môi hở hàm ếch. Lúc này là thai nhi hoàn thành, hoàn thiện. Bác sĩ nói là chừng nào cháu sinh thì cháu cứ lên đây. Bác mổ xong, bác sẽ đắp da đắp thịt ngay miệng cho cháu bé là sẽ lành làn đẹp. Chưa đến ngày sinh thì hai vợ chồng đứa con đi hát karaoke về thì nó kêu đau bụng đẻ. Sau đó thì bắt đầu đẻ mổ từ ở bệnh viện Đắk Lắk là nơi con ở rừng núi ở sư phụ. Rồi bắt đầu đưa đi lên ở Sài Gòn. Lúc này không phải là sứt môi hở mách mà có như toàn bộ ruột gan nằm ở ngoài hết. Dạ. Bây giờ nó trạo trở như vậy, không có một tí nào da thịt mà đắp vào được hết.
Thế thì đưa lên ở bệnh viện Sài Gòn. Thì lúc đó ở bệnh viện tỉnh họ nói là chỉ đưa đi để cho gia đình yên tâm vậy thôi. Chứ cái ca này không thể sống được. Bao nhiêu ngàn ca đều nhiễm trùng mà chết. Gia đình cũng biết vậy. Nhưng mà tất cả đều cầu nguyện thường để mà nhờ sư phụ gia trì. Thì hai ngày sau cháu bé đã bắt đầu là tự nhiên thịt nó ở hai bên hông nó ra nhiều thật nhiều. Rồi bác sĩ bắt đầu máy lại ý như cái xẻ ảo của mình như vậy. Họ nói với nhau như vậy, 4.000 cá mà được một thằng này sống thôi. Cái này là phép màu ở đâu ra đây? Gia đình mới nói là cả con ăn chay niệm Phật, rồi em bé là ăn chay từ trong bụng mẹ nói. Ồ như vậy thì gia đình các bác là phước báo lớn, rồi là sẽ có trời Phật phù hộ. Bây giờ thì cháu bé đã được là 8 tuổi và không lúc nào cháu ăn mặn. Bà nội của cháu á, ăn mặn, bắt cháu ăn thì cháu nói là không, bà nội ăn cháu không ăn đâu. Cháu theo bà ngoài đến cùng, đó con bà ngoài. Thì cứ đi học là mẹ nó nấu cơm, nấu canh hết, mang đi học, ăn trưa về nhà ăn, tối về nhà ăn. Như vậy cháu bé ăn rất là tinh khiết và mập mạnh khỏe. Bây giờ cái rộn của nó là như một cái bông hoa hồng sư phụ. Nó to tại vì cái rộn là họ máy thịt nơi cắt nơi này qua nơi kia sư phụ. Là bây giờ cái rộn nó to như một bông hoa hồng mà ai định cũng là đó là một phép lạ của gia đình. Con kể vãn tắt câu chuyện như vậy để nhắc nhở người trong nhà của con cũng như là những đồng tu đừng lung lay. Bây giờ chúng ta không còn con đường nào khác, chỉ biết theo sư phụ là trên hết. Với gia đình con, với vợ chồng con thì tâm nguyện bao nhiêu năm nay đều là theo ngài đến cùng. Con kính chúc là sư phụ an khang và mạnh khỏe, xinh đẹp cũng như là trẻ mãi không già. Xin chào sư phụ, chào con. Tiếng Anh được không ạ? Tiếng Anh, không. Con xin lỗi, con đến từ Indonesia và có chút vấn đề cá nhân. Con có rất nhiều vấn đề trong đời lẫn trong gia đình con. Cha mẹ con và mấy anh con thật sự kỳ vọng quá nhiều ở con. Con có mọi thứ con muốn, ngoại trừ sự tự do. Con thật sự không biết con muốn gì. Con có nhiều điều con thật sự muốn làm, nhưng tư tưởng của họ thật là khác với con. Con không biết phải nói thế nào. Thiếu loại tự do gì? Họ không để cô tu à? Họ không để con ăn thường chay hay sao? Dạ không, cả nhà con là đệ tử sư phụ. Vậy vấn đề là gì? Vấn đề như là con muốn du học ở quốc gia khác. Và thật ra con muốn có việc làm của riêng con. À, con thật sự muốn được tự do. Nhưng đó là chuyện bình thường. Họ nghĩ con là con út nên họ không tin tưởng con. Họ nói rằng họ thật sự mệt mỏi với việc dạy con và con thật sự mệt mỏi với sự thất vọng của họ về con. Con thật sự không biết phải làm gì, con chỉ... Con muốn đi đâu? Dạ, con không biết. Vậy thì chúng tôi giúp con thế nào? Con thật sự không biết, con chỉ muốn đi xa, thoát khỏi mọi điều này. Con chỉ nhìn đó là lý do con... Cô có chắc là nếu cô đi ra ngoài, cô sẽ thấy dễ chịu hơn không? Nhưng ở đây con cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Con ở nhà, mặc dù họ thương con rất nhiều, nhưng thật sự là... Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 20 tuổi. À. Và con thật sự chỉ muốn cho họ thấy... Cô phải biết cô muốn gì trước đã, rồi mới xin họ cho cô đi đâu và cho cô làm gì. Nếu không, cô có nói, ồ, cô muốn đi mà không biết đi đâu. Dĩ nhiên là họ lo lắng cho cô. Dạ, như trước kia con muốn đi học. Anh trai con, vì Đại Hàn và Hoa Kỳ muốn khởi chiến với nhau. Thật ra đó không hẳn là vấn đề. Anh trai con bắt đầu nói cho cha con biết tin đó, cho nên cha mẹ con có chút lo sợ cho nên không có để con đi. Giống như là khó hiểu. Con muốn đi Đại Hàn hả? Dạ không, con chỉ muốn đi thôi. Cô vừa nói con muốn đi đâu? Con chỉ muốn được tự do thoát khỏi gia đình con, đi xa. Có lẽ cô không cần phải ở với họ, tìm một việc làm bên ngoài gia đình cô. Nhưng họ không cho phép con. Vậy thì cô làm gì? Ở nhà ăn cơm hay sao? Họ bảo con quản lý công ty, nhưng con thật sự không muốn. Bởi vì con muốn tìm kinh nghiệm khác ở bên ngoài. Như thế à? Tại sao vậy? Nếu cha mẹ có công ty, phải không? Dạ, thế thì tốt cho cô tiếp tục giúp họ chứ. Có anh trai con quản lý công ty và gia đình con luôn nói là họ không thể tin tưởng con. Nên tại sao? Nếu họ không tin tưởng con, tại sao con phải ở trong công ty? Con thật sự muốn tìm con đường khác ở bên ngoài để tìm thành công của mình như thế ạ? Được rồi, trước tiên cô cứ ở trong công ty của nhà cô. Kiếm chút tiền. Họ có trả lương cho cô không? Dạ có. Được rồi, để dành số tiền đó. Và khi cô lớn tuổi hơn, có thêm nhiều tín nhiệm, cô làm việc tốt trong công ty, họ có thể tin tưởng cô. Cô dùng tiền của cô đi ra ngoài mướn một căn hộ.
kiếm một việc làm. Nhưng vấn đề là mỗi lần con làm cho nhà con, con luôn luôn cố gắng hết sức, nhưng rốt cuộc con lại làm rối tung cả lên, luôn luôn như vậy. Nhưng nếu con giúp người khác thì không bao giờ có chuyện gì cả. Còn nếu con giúp cha mẹ, gia đình con thì cái gì cũng hỏng. Dù cố gắng hết sức làm, con thật sự không biết tại sao. Cô còn trẻ mà, có lẽ chưa có kinh nghiệm. Thứ nhất. Thứ hai, cô có điều gì đó ngược với ý kiến của họ bên trong cô. Vì vậy cô cứ trong tiềm thức của cô không thích làm hết sức mình, chỉ muốn làm lộn xộn để họ đuổi cô ra. Nhưng như vậy không phải là cách nhé. Dù cô ở đâu cũng hãy cố gắng hết sức mình ở đó. Con luôn cố gắng hết mình, tập trung làm việc tốt nhất. Và rồi bởi vì càng làm ngược ý họ, cô càng bị rắc rối bên trong và bầu từ trường không tốt. Cha mẹ cô không cảm thấy dễ chịu, cô cũng không cảm thấy dễ chịu. Nên tốt hơn là cô cứ làm hết mình như thế cô làm việc cho cô. Nếu làm việc cho tôi, cô làm hết sức mình chứ. Rồi, vậy thì cứ làm như vậy. Con cảm ơn sư phụ vì có lẽ Thượng Đế muốn cô làm việc ở đó. Thành ra dù cố gắng gì đi nữa, cô cũng không đi được. Vậy hãy tìm cách giải quyết nghiệp của cô. Và sau khi trả hết bất cứ gì cô nợ, đó không phải là tiền hay mấy thứ vật chất. Con biết, có lẽ là có chút ràng buộc trong tiền kiếp. Cô trả cho xong, cô thiền tốt, cô cầu nguyện, và ngày nào đó, cô sẽ được tự do. Trước khi cô biết, không tự do thì có sao đâu. Để xem cô tự do thế nào rồi. Thấy đó, nhiều quốc gia người ta muốn gặp tôi, họ không thể đến. Họ không có tiền, hoặc chính phủ không cho phép họ đi, thấy không? Hoặc họ sẽ vào tù, hoặc phải ngồi trên xe lăn, hoặc bị buộc ở trong bệnh viện mãi mãi, thậm chí không biết khi nào mới có thể thoát ra. Đó mới là rắc rối thật sự. Cô còn có thể đi khắp nơi. Hãy làm hết sức mình, tập trung vào đó, cầu nguyện mỗi ngày và thiền nhé. Dạ, thưa sư phụ. Chú vui hưởng những gì cô có. Đừng đòi hỏi thêm những gì không có. Dạ, vì con không muốn lúc nào cũng làm họ thất vọng. Nên con nghĩ tốt hơn là con nên đi xa trước rồi hiểu. Con tìm kinh nghiệm khác, hiểu. Nhưng vì họ không cho phép cô, vậy thì làm sao đây? Cô muốn chạy trốn mà. Nhưng có lẽ nếu sư phụ cho phép, họ sẽ đồng ý. Cho phép ở đâu? Dạ, con không biết. Tôi không thể chịu trách nhiệm cho cô. Vì nếu cô đi ra ngoài, biết đâu có gì đó xảy ra cho cô, rồi họ trách tôi. Rồi tôi và cả cha mẹ cô đều cảm thấy rất buồn phiền. Vậy cứ cố gắng chịu đựng như thế. Hay là không biết nữa, yêu ai đó, kiếm một chàng trai, và rồi anh dắt cô ra. Con hy vọng vậy. Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể ngược ý cha mẹ cô. Tôi không muốn. Họ lớn tuổi hơn tôi, họ phải có lý do. Lý do là bởi vì con là con gái. Con gái phải ở châu Á, con gái cần được bảo vệ hơn. Phải, họ bảo vệ. Nhưng cô 20 tuổi cũng lớn rồi. Cô không có bạn trai nào sao? Dạ, con có. Rồi chuyện gì xảy ra với anh chàng này? Dạ không, con chỉ muốn sống độc lập. Con không muốn nghĩ nhiều về bạn trai. Cô không muốn kết hôn cũng tốt. Con muốn. Vậy thì có bạn trai có ích gì đâu. Anh ta không thể giúp cô. Làm sao tôi có thể giúp cô? Anh ta là nam nhi đàn ông mà còn không giúp cô thì tôi làm gì đây? Tôi chỉ là một bà lão, không ai nghe lời tôi. Họ giả bộ nghe lời nhưng tôi không nghĩ là họ nghe. Dạ, sư phụ. Tôi không biết, tôi rất tiếc cho hoàn cảnh này. Tôi biết cảm giác đó. Không biết đó là trả nghiệp, nhưng con không muốn họ vì con mà có nghiệp. Tâm tính họ trở nên không tốt vì con. Nên con không muốn nghiệp của họ mỗi ngày một tăng. Hãy kiên nhẫn. Nên đó là lý do con muốn đi xa. Con chỉ không muốn. Tôi rất lấy làm tiếc. Làm họ cảm thấy khó chịu với con. Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng có lẽ đó là lý do. Cô phải đó vì nghiệp. Dạ, có lẽ vậy. Đó là lý do. Càng khó chịu, cô càng phải ở chung. Đó là thử thách, biết không? Dạ, nghiệp quả là như vậy. Hầu như chúng ta không thể ở với người mình thích và không thể làm những gì mình muốn. Nó buộc chúng ta làm những việc hay ở bên người nào đó mà mình không thật sự nghĩ tới hay không muốn ở cùng mãi. Về đó, cô nghĩ là tôi ở trong hoàn cảnh tốt hơn cô sao? Gia đình. Họ không để tôi đi đâu hết. Tôi trốn qua Âu Châu. Tôi làm việc riêng của tôi thì rất nhiều, nhưng rồi họ kéo tôi trở lại, thấy không? Thấy chưa? Nên tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất trong hoàn cảnh của mình. Dạ, thưa sư phụ, vấn đề là giá như con có cơ hội để đi tới một nơi khác, như ở xa gia đình con một thời gian. Hãy nói với họ như vậy. Cô không có thân nhân ở đâu khác sao?
Dạ, con có bà ngoại, nhưng bà ngoại con và con không thật sự hợp nhau. Ê, ai không hợp? Bà ngoại ở Úc à? Bà ngoại, dạ, sao lại không hợp? Đi tới bà ngoại đi. Bà ngoại không chấp nhận sư phụ lắm. Đừng bận tâm, đừng nói gì với bà ngoại. Cô thiền ở bên trong, bà không cần phải biết. Bà ngoại thường dùng thần thông những thứ như vậy khi bà còn trẻ. Thành ra con không thật sự muốn ở với bà ngoại, ta hiểu. Thế thôi hả? Người thân ở xa chỉ có thế thôi, không còn ai khác sao? Con nghĩ vậy, nhưng bản thân con có thể ở một mình. Với con cũng không sao. Ở một mình lại tốt hơn, không phải lúc nào cũng lý tưởng. Nhưng càng lớn con càng thích ở một mình. Vậy cô cứ ở một mình trong phòng cô. Con không thể, tại sao không? Cha mẹ mấy anh con luôn đến chỗ con. Rồi buổi sáng con phải đi tới công ty của nhà như vậy đó. Bất cứ khi nào có thể một mình. Cô có cả đêm một mình phải không? Dạ. Như vậy không đủ sao? Con không nghĩ là đủ. Vì cha mẹ con luôn đến phòng con nói chuyện như vậy. Nói về chuyện gì? Về đời sống, về công ty. Phần lớn là về công ty. Suốt đêm, gần như vậy. Vậy cô không ngủ à? Dạ, con có ngủ. Không phải cả đêm, ý là hầu như mỗi đêm là con ngủ. Thì họ nói với họ như vậy, hôm nay con mệt. Con cần dậy sớm để làm việc cho tốt nhất. Nếu không ngủ ngon, không thiền tốt, thì con không thể làm việc cho tốt nhất được. Cho nên, con làm lộn xộn. Vậy xin hãy để con nghỉ ngơi. Vâng ạ, hãy nói với họ như vậy. Nói con đã không đi đâu hết rồi. Con nghe lời cha mẹ, con làm việc cho công ty của cha mẹ. Và con ở nhà, vậy xin hãy... Nhưng con thật sự không muốn ở trong công ty của cha mẹ. Vậy thì tôi phải làm gì? Thôi không sao, con hiểu mà. Dạ thưa sư phụ. Người kế, đừng phàn nàn nhiều quá. Cuộc sống cầu tốt đẹp. Con cảm tạ sư phụ. Nhiều người không có việc làm, hiểu không? Dạ. Nhiều người không có cha mẹ. Nhiều người không có pháp môn âm để nương tựa, để dựa vào khi họ buồn phiền hoặc gặp rắc rối. Cô là một người rất may mắn. Dạ, cảm ơn sư phụ. Rất may mắn. Hãy biết ơn về những gì cô có nhé. Cảm ơn ngài. Đừng cứ phàn nàn hoài. Hãy nhìn vào những gì cô có. Đừng nhìn vào những gì cô không có. Tôi cũng không có nhiều thứ. Dạ, tin tôi đi, tin tôi đi. Cảm ơn ngài. Tôi không có tự do, không nhiều những cái gì nghĩ là tôi có. Dĩ nhiên tôi tự do, tôi có thể đi bất cứ đâu. Tôi có thể lập tức đi tới phi trường, lên máy bay và rời khỏi đây. Nhưng tôi có trách nhiệm. Tôi thương người của tôi. Họ tốt với tôi. Cha mẹ cô cũng tốt với cô. Gia đình cô tốt với cô. Dạ, con biết. Cô nghĩ đi ra ngoài thì cô sẽ được tự do và sẽ không gặp rắc rối. Không phải như vậy đâu. Biết đâu đi ra ngoài cô quá cô đơn. Bỗng nhiên cô nhận ra rằng cô không thể đối phó với quá nhiều thứ bên ngoài. Và một số người, bất cứ người nào đến với cô, và họ chỉ nói ngọt ngào, và rồi cô nghĩ là họ tốt. Nhưng họ có thể hại cô, hiểu điều đó không? Dạ hiểu. Vì vậy gia đình cô là sự bảo vệ cho cô. Dạ thưa cô. Cô có thể đi làm hay không? Cô có thể đi. Cô có thể ra ngoài và làm ăn gì đó, đi khắp nơi. Hãy nghĩ tới tù nhân. Họ muốn có cuộc sống như cô. Một phần cuộc sống của cô, ngay cả phần nhỏ cuộc sống như cô cũng không thể có được. Một số người cả đời phải ở tù, không bao giờ có thể ra khỏi tù. Một số người bị liệt giường mãi mãi, với rất nhiều máy móc gắn vào cơ thể họ. Họ thậm chí không có được một giây phút để bước ra ngoài không khí trong lành. Hãy nghĩ về điều đó, đừng đòi hỏi quá nhiều. Hãy biết hài lòng. Thật sự là như vậy. Dạ, thưa sư phụ. Và khi thời điểm đến, trước khi cô biết cô được tự do, hoặc cảm thấy tự do bên trong mà không còn bận tâm sống ở đâu, hoặc sống với bất cứ ai. À, thật sự đó là tự do tốt nhất. Chúng ta phải chọn kiểu tự do đó. Vì không phải ai cũng có mọi thứ họ muốn. Dạ, thưa sư phụ. Không hẳn. Con xin lỗi. Không sao. Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng cô rất may mắn. Vậy nhé, con cảm tạ sư phụ. À, vì công ty cô làm là công ty của nhà cô, đó là một chuyện may mắn. Nếu cô làm việc cho công ty nào có nhiều ông chủ xấu, đồng nghiệp xấu, biết không? Bị dèm pha, và có thể cô bị đuổi, có thể bị quấy rối, xin lỗi, thậm chí có thể bị quấy rối tình dục ở chỗ làm việc, hoặc người ta cứ vô cớ làm khó cô, biết không? Vì ganh tị, có lẽ cô trông đẹp hơn, hoặc có lẽ ông chủ thích cô hơn, hoặc cô làm việc hữu hiệu hơn, vân vân. Cô không biết đâu. Cô được bảo vệ quá thôi. À, cũng không phải lỗi của con hết, nhưng hãy vui hưởng khi còn có nó. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn ngài. Người kế. Dạ, thưa sư phụ, con sư phụ nội cái giấy điện thoại vô hình lại cho con nó đứt rồi. Đứt rồi.
con âm 3 tiếng mà con không nghe được âm thanh nữa sư phụ ạ. Ây, sao già rồi, đứt dây rồi. Không có đâu. Không dạ. Phải đứt đâu, tại chắc quá không để ý đó. Dạ. Ngồi thiền cái rồi nhập định đó là không có để ý chứ dạ. Làm gì mà đứt. Dạ. Cái dây này đâu phải điện thoại đâu mà đứt. Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Tiếp tục ngồi. Dạ. Dạ con chào sư phụ. Chào. Trước tiên con cảm ơn sư phụ đã chiếu cố cho con được đến đây, được ở đây với sư phụ 2 tuần qua và được thọ tâm ấn và được nói chuyện với sư phụ. Đó là mãn nguyện lớn nhất trong đời của con. Để con kể sư phụ nghe, trước khi mà qua thọ tâm ấn con bị rất là nhiều rắc rối. Trước khi mà đi ở tỉnh con, do tỉnh con có một mình con đi đợt này, cho nên là con phải đi qua bên tỉnh khác để đi với mọi người. Thì con do chuẩn bị rồi con rối quá, cái con không kịp giờ để đi. Cái xong rồi con một mình đi, cho trước khi đi con lạc chìa khóa 2 lần, xong con lại bị trễ xe. Ra sân bay là anh tài xế chở con lộn qua sân bay của Việt Nam. Con mới đi lần đầu ra đó một mình, con cũng không biết nữa. Xong rồi con phải bắt xe từ ở bến sân bay Việt Nam qua bên quốc tế. Rồi sân bay quốc tế thì lại bị sai giấy tờ visa sư phụ. Trước tiên là sai tên, con đi sửa tên, xong con lại chờ tới lượt con, xong rồi lại sai số visa, rồi con chờ tiếp. Chỉ còn có 25 phút nữa là máy bay cất cánh mà còn có mình con ở đó. Con tưởng là con không được gặp sư phụ nữa. Con xin lỗi vì cách đây khoảng 10 năm chị con và mẹ con có theo sư phụ thọ pháp bạn trai á. Có nói con theo sư phụ mà do cái lòng tin của con không nhiều nên con không có theo, cho đến hôm nay con mới giác ngộ được á. Con mong sư phụ hãy tha thứ cho con và phù hộ cho con học giỏi. Cảm ơn sư phụ nhiều. Con chúc sư phụ luôn mẹ khỏe mạnh khỏe, xinh đẹp và có nhiều năng lượng để giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh luân hồi. Con xin đa tạ sư phụ. Dạ. Ráng tu thêm ha. Dạ. Muộn còn hơn không nha cô. Hả? Muộn còn hơn không hả? Con xin kính sư phụ. Lời nói đầu tiên chúc sư phụ mạnh khỏe, đẹp đẽ. Dạ, dạ, dạ. Đệ tử có một vài cái thể nghiệm xin sư phụ gia ân. Ok. Cái thể nghiệm đầu tiên của đệ tử là sau khi đệ tử ngồi quán quan xong rồi ngồi quán âm thì đệ tử tự nhiên nghe một cái bùng, cái giống như là đệ tử từ ở bên đây mà một trái u bích mà bắn tọt ra bên kia một cái là tự nhiên thoát qua bên kia liền. Không biết là thể nghiệm đó như thế nào, xin sư phụ gia ân cho đệ tử thế nào. Dạ lúc đó thì sợ hả? Dạ không, đệ tử không sợ. Thế thôi con giống... ngồi đây đâu chết chóc gì đâu hồi. Dạ ok. Dạ rồi cái thể nghiệm thứ hai nữa là sau khi đó thì bây giờ đệ tử đã qua bên đây gặp ngài, và hôm ngày 22 đệ tử có một cái thể nghiệm giống như là đệ tử thấy đệ tử chỉ cho những cái quý vị đó bệnh nhưng mà có một cái loại thuốc mà không biết đệ tử có thể nói cho sư phụ nghe được hay không. Tại vì cái lá trầu và cái trái cao thôi mà chỉ cho những người mà bị nhức, mà chính đệ tử là người trị cho những cái quý vị đó. Mà không biết là cái thể nghiệm đó nó như thế nào, để xin ngài có thể gia ăn cho đệ tử có thể làm hay là không làm, xin dạ ok rồi. Đó là như vậy. Rồi lời cuối cùng của đệ tử là xin sám hối với ngài là ngày xưa đệ tử là đồng chí rồi sao, cho nên bây giờ đệ tử đã bỏ rồi. Tại sao bỏ? Hai con đường, chỉ chọn một con đường thôi. Một là theo sư phụ, hai nữa là bỏ. Tại sao bỏ? Ok, đệ tử không làm cái nhiệm vụ đó nữa. Và cho nên đệ tử rất là may mắn. Ngày hôm nay là ngày đệ tử sung sướng nhất khi gặp ngài. Cảm ơn đồng chí. Và ok. Toàn là đồng chí hết mà ai hại ai được đâu. Đồng chí hướng mà, đồng chí hướng. Con cảm ơn sư phụ, đội ơn sư phụ. Nếu con mà không gặp sư phụ thì chắc chắn là ngày nay con không còn ở lại đây. Con cũng xin đội ơn ngài. Vì con xin kể một cái kỷ niệm của gia đình con là có ba người, nhưng mà thọ pháp là cùng một giờ.
Mà đi tu hành thì lúc đó là con cũng bị đủ hết, nhưng mà con là quyết tâm theo sư phụ. Nhưng đến cái năm 2014 thì giờ hai vợ chồng con là bị tai nạn, mà nếu không gặp sư phụ thì 10 người là không có còn. Nhưng mà nhà sư phụ gia trì, cho nên hôm nay con được đến đây gặp sư phụ. Con hết sức thành kính đầu ăn Ngài, con đã biết Ngài là tất cả, và tất cả cũng là Ngài. Cho nên không có còn cái gì mà nói được nữa, con thành thật xin Ngài nhà sự gia ăn của Ngài mà hôm nay con được gặp Ngài. Hai vợ chồng con lúc đó đi về trong đêm, mà xe nó đứng hai người đi mà tụi luôn vô trong xe, luôn ở dưới bánh mà coi như không bị sao hết. Xe Honda là nát luôn, ai cũng nói không phép gì lại vậy, chứ còn không có thể nào mà còn được đâu. Nhưng mà rốt cuộc lại là hai vợ chồng con cũng không có bị sao hết. Con bị trầy xa xa vậy rồi thôi. Mấy người bị một hai đi bệnh viện, con không chịu đi. Rồi mấy người không chịu đi. Mấy người bọc hay là đưa xe không? đi vô, con cũng không có bị sao hết. Hai vợ chồng không sao hết, mà xe Honda là nát đầu xe luôn. Mà như vậy là con thành kính cảm tạ đội ơn Ngài. Bữa nay mới thật sự là con mới gặp Ngài. Nhưng mà vừa rồi ông xã con đi cả 2 tháng mà cũng không gặp. Bữa nay ông đấy mơ ước là cho con, mẹ con mà đi mà gặp được là tôi mừng à. Đi thiền đến đây 2 tháng mà cũng không gặp, tháng 6 cũng không gặp, tháng 8 mà cũng không gặp luôn sư phụ. Con đi đợt này con là gặp sư phụ rồi, con quá mừng. Thì nhà con xin cảm tạ đội ơn Ngài, cầu xin cho Ngài là an khang, sức khỏe dồi dào và trẻ đẹp mãi. Con cúi đầu xin cảm tạ đại ơn Ngài. Câu này phải lặp lại hoài. Để cái máy thâu văn á, là cái mỗi lần Việt Nam đến là cái mở ra. Đồng chí nào mà đồng ý thì giơ hết tay lên là xong rồi, một lần nói một lần thôi. Cảm ơn bác nha, đường xa lặn lội qua đây thăm. Bác ok không, mình giỏi không? Ở đây cũng hơi bất tiện mà cũng được hả? 21 năm rồi mới gặp. Hả? Qua đây mập hả? Mập là tốt hay xấu? Vậy hả? Thì ăn tiếp đi, ăn tiếp. Hả? Ok, vậy thì tốt. Quý vị nào mà có tuổi nhiều á, đừng có ở lâu quá, sợ sinh bệnh nha. Lạnh á, lạnh lẽo không tốt ha. Người nào thấy khỏe mạnh thì ở, còn người nào không khỏe mạnh thì ở một lát thôi rồi đi về ha. Okay. Ở một thời gian thôi, một tuần hay là 10 ngày thôi. Ở lâu sợ chịu không nổi, tại chỗ này không có, chỗ này là cái đất, tới bây giờ mình không có xây cất gì được ha. Không? Cái đất này không phải đất xây cất, không phải là đất xây cất nhà cửa. Chỉ là cái chỗ kêu bằng nông, nông địa thôi, tức là chứ người làm vườn trồng cây cái thì trồng cây cải thì được, nhưng mà không có được xây các nhà cửa ha. Chứ không phải thấy tưởng tôi không có tiền nha. Hồi xưa hồi đó mới nhận công việc này thì có bao nhiêu người đi theo không có chờ sư phụ mới mua cái miếng đất này. Thì lúc đó cũng chưa có làm gì hết á, không có tiền bạc nhiều á, chỉ là ở trong lều á, mà có miếng đất mà ở nên có chỗ cắm lều là tốt lắm rồi. Hồi xưa không có, thành ra rồi nhỏ nhỏ thôi, cái chỗ mà gần cái tiệm cà phê ngoài đó này nè, chút xíu vậy thôi. Sau này cái nhiều người đến á, chúng mua lần hay mướn lần ra. Lần lần cái hồi xưa bà ở đây nè, ở nhà chỗ đây, bày sau cái không trúc này nè. Sao nhiều người đến quá, tới hoài à, mình cản không có được. Cũng như quý vị, ai cản quý vị nói. Đồng chí mà hồ hởi đâu ai cản. Hả? Tiến lên phải không? Ta tiến lên ha. Thành em ban đầu ở đó ha, sau ở lên cái vườn trúc ha. Ở cái sau ở lên vườn hồng hả? Rồi sau ở lên vườn xanh hả? Rồi sau ở tuốt lần sau núi mà kêu bằng núi Thái Âm á. Rồi cũng bị đuổi nữa.
quý vị đuổi cho ai đuổi đâu. Học trò đuổi, nhà mình đuổi, chạy qua bên kia. Chạy tới chạy luôn, chạy tút tút bên kia. Tại ở dưới này để cho quý vị tới chơi á, thông thả. Hồi xưa không có muốn cho ai qua hết á. Tự tính là mua miếng đất nhỏ nhỏ đằng cho những người ta lại tu hành á, một số 20-30 người thôi. Đang làm nhà á, làm cái nhà của mình chứ không phải làm nhà. Hồi đó ở đây không có ai hết á, chỉ có mấy con gà chạy tới chạy luôn. Có. Sau này mấy con gà nó cũng đi rồi, quy thiên rồi. Thì ở đây tới bây giờ á, muốn mua miếng đất khác cũng hơi khó, mua đất rộng thì khó. Nhiều khi họ muốn bán cho mình, sau họ thấy mình muốn mua cái họ bán cho người khác, tại mấy người kia ở đằng sau lưng á, trả tiền nhiều hơn. Chừng mình mua họ nó thôi, tôi không muốn bán, tôi bán người khác rồi. Thôi ráng chịu nha. Còn muốn mà nhà cửa to đi quên ba mấy cái ông thầy khác á, thiếu gì nhà. Nhà lớn, thấy không? Qua đó người ta lạy mình vô đó, không? Còn ở đây vô lạy, lạy mới vô được. Lạy mấy ông gác cửa. Thôi được rồi, ráng chịu ha. Nhưng mà mùa đông lạnh đừng có ở lại nha, đừng có qua làm chi, đợi mùa hè, mùa xuân đó, ha, ấm áp. Quần áo đừng khỏi cái đêm nhiều, phải không? Mình mùng chiếu gối đừng có xách nhiều. Chứ bây giờ mùa đông đêm qua lạnh lắm ha, lạnh nhiều khi sợ chịu không nổi nha. Thôi hỏi gì nữa đâu. Dạ xin tới sư phụ. À, chào bác. Dạ con nhỏ tuổi. Nhỏ đâu. Dạ mấy lần con gặp sư phụ mà định cảm ơn mà con không dám nói. Lần này bậm gan lắm mới nói được. Cảm ơn mày phải nhớ bậm gan. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Tại vì ra con với bà xã với bà chị qua thọ bắn đây sư phụ. Đợt này luôn. Dạ. Đi sao? Con với bà xã là với bà chị qua đây thọ bắn đây. Rồi sao? Thì con cảm ơn sư phụ. Bao nhiêu đó hả? Con có câu hỏi thêm với sư phụ. Rồi rồi. Mà cũng hơi tò mò sư phụ đừng la. Chưa biết đâu, nói rồi sư la sao. Tại sư phụ nói hệ thống liên thiên hạ nó phá vỡ cái gì cháu lú đó sư phụ. Thì con nghĩ là mấy người sinh ra sau này sẽ nhớ là tiền kiếp. Thì trong đó có tiền kiếp xấu và tiền kiếp tốt đó sư phụ. Thì không biết là có được gia ăn là được được những cái xấu và được tốt không, hay là nhớ luôn cả cái xấu. Chưa chắc là nhớ được đâu. Tức là họ chỉ nhẹ nhàng hơn á, hiểu không? Chứ đời đời kiếp kiếp mà uống cái thuốc đó bị không trị hoài đó. Nhiều khi cái tập quán không có cải được á. Rồi trên cái đời này luân hồi á, đi tới đi lui hoài, làm rất nhiều là tội ác cũng như nhiều phước báo ha. Cho nên những cái đó nhiều khi nó cũng không, nó làm chướng ngại cho mình, không có nhớ được. Không phải người nào cũng nhớ được tiền kiếp. Không nhớ được càng tốt. Nhiều khi nhớ kiếp trước mình bị chết một cách thảm khốc như thế nào thì rất là khủng hoảng cho cái tinh thần của mình á. Những người nào tức là cái mấy kiếp sau á, thì cái sự mà bị độc á, bị trúng độc á, nó mới bớt nhiều hơn, chứ không phải liền bây giờ đâu. Liền bây giờ tức là trong vòng mấy tháng sau thì cảm thấy thế giới nó hòa bình hơn. Thì bây giờ đã thấy rồi, hòa bình lần lần là thấy không, những cái nước mà hồi đó đánh nhau đó thì lần lần đã trở lại gần như bình thường rồi. Những cái nước mà chiến tranh mà nhiều nhất á, Trung Đông những nước đó đó, bây giờ gần trở lại bình thường rồi, không? Tức là bị tàn phá rất nhiều nhưng mà sẽ trở lại bình thường. Chứ không phải cái đánh nhau hoài, chết hoài, ha? Tàn phá hoài, không có ai làm ăn gì được, không có nuôi dưỡng con cái gì được hết. Như vậy tốt. Còn những người nào mà sau này đó thì không có bị khống chế nữa. Tức là họ muốn đi tìm thầy học đạo thì không có bị cản trở nhiều, ha? Những người nào tìm thầy học đạo thì rất là dễ dàng tu hành, không có bị chướng ngại nhiều. Và người nào họ không muốn đó, thì họ vẫn cứ ở lại đây và tiếp tục cuộc sống của họ ha. Không phải người nào cũng là cái đẳng cấp rất là cao đâu. Tức là không phải người nào cũng nhớ được những cái tiền kiếp của mình. Không nhớ được càng tốt. Tiền kiếp nhiều khi không tốt. Ok. Tiền kiếp tốt thì càng không tốt. Đây, nhớ ngồi đây nhớ hồi xưa tôi làm ông vua ha. Ai, tiền hô hậu ủng ha. 100,000,000 quân hô đâu có đó. Bây giờ ngồi đây rửa lá cải cho bà xã à. Mấy đứa con học hành cũng không ra gì hết.
tiền bạc nhà cũng không có bao nhiêu. Tức quá đi, không biết giờ làm gì nữa. Tức vậy chịu sao nổi, phải không? Ừ. Cho nên không nhớ được cũng tốt lắm. À. Dạ, câu hỏi nữa là vậy là công việc của sư phụ là phải sắp đặt lại cái hệ thống cõi sáng tạo này không? Phải sư phụ? Không, sắp đặt vậy tự nó nói chuyện mình sắp chi mất công. Dạ. Sắp chi mất công. Vậy con cảm ơn sư phụ. À, có gì, tại vì đời sống mình là linh hồn mà. Cái thế giới này rất là tạm bợ thôi, ai cũng biết hết. Nhưng mà biết mà không có thực hành mới khổ như vậy. Biết là tạm bợ rồi mà vẫn đi đánh nhau như thường. Vẫn muốn chiếm nước này nước kia, muốn làm con ông cháu cha này kia, đủ thứ hết. Rồi khổ rồi cái than trời trách đất, trời ơi, đâu có trời ở đâu. Nếu mà có trời rồi tôi muốn gì sẽ được đấy. Thôi tôi cầu hoài không được gì hết. Còn mà làm đâu có giống như là trời muốn đâu, phải không? Trời đâu có muốn mình lặn lội ở đây mà chìm đắm trong cái thế giới này rồi. Ngày đêm cứ mờ mịt vì cái chuyện sanh nhai mà làm đủ thứ tội lỗi như vậy đâu, phải không? Cho nên rất nhiều người hiểu biết giáo lý nhưng mà không có thực hành. Có khi đồng tu mình có một số ít cũng như vậy đó, rồi than trời trách đất không chịu tu hành. Sư phụ đưa cho cái thí dụ như năm vị thánh á, năm vị mà thiên hoàng á, để bảo vệ cho mình, không chịu nhớ họ để mà niệm họ, để mà họ giúp đỡ cho mình. Tối ngày nghĩ chuyện gì đâu, niệm gì đâu, không có niệm chuyện khác, không có niệm năm vị đó để mà bảo hộ, hiểu chưa? Hay. Nếu niệm năm vị đó mà lúc nào cũng niệm mà không có quên á, không có tai nạn gì xảy ra hết á, không có bệnh hoạn gì được hết á, hiểu chưa? Tại quên đi, tu hành ít quá, tu bên ngoài nhiều không tu bên trong, không? Thành hơi khó khăn vậy thôi. Người tu hành còn vậy đó, được truyền tâm ấn rồi còn như vậy, huống chi mấy người ngoài kia, không? Đời kiếp luân hồi u minh quen rồi, quen rồi. Mà không sao như vậy, nhưng mà họ không có bị đàn ép là tốt lắm rồi, hiểu chưa? Họ tự do. Lúc này tức là, thí dụ họ làm sai, đó tự họ làm đó. Không phải những cái người nào ở trên kia hay là cái dụ có cái quyền lực gì mà là, hay là cái thần thông gì đó biến họ làm thành những người xấu mà họ không có biết họ làm cái gì đó, hiểu chưa? Như vậy là tốt lắm rồi, thấy không? Ok, còn nữa không? Ai nữa không? À đây. Lời cuối cùng của đệ tử là xin sư phụ gia trì cho người nào cũng đeo cả đống dưa này đây. You put your hands up. Đệ tử gì? Thấy chưa? Thấy không? Tỉnh được một cái này thôi. À, bao nhiêu người đó bây giờ gia trì hết đâu được đâu. You guys so superstitious. I don't have to do anything. You get anything you want. Okay? As long as you're with me. As long as you always remember God and everything that is good. Thế là sư phụ nói tôi không cần phải bùa ngải hay là niệm chú gì hết trơn, không rờ tới rờ lui gì mà công hết. Ha? Quý vị muốn gì được đấy á. Nhưng mà phải lúc nào cũng phải đi thuận đường với sư phụ, hiểu không? Ví dụ sư phụ đi đường này, quý vị đi đường kia, rồi có chuyện gì xảy ra kêu réo ôm sùm. Ha? Thấy không? Đâu cần phải rờ đầu rờ cổ gì đâu. Cái đó là cho quý vị ăn ủi chơi thôi. Chứ nếu mà rờ đầu ai cũng được khai ngộ thành Phật thôi. Thôi tôi khỏi nói chuyện gì mất công. Người nào tới rờ một cái rồi đi về nhà ngủ. Ngủ cho khỏe. Hiểu chưa? À, tu hành phải nhờ mình, thấy không? Đừng có nhờ ai hết á. À, thì dĩ nhiên trời Phật phù hộ cho mình. À, giúp đỡ cho mình một phần thôi, thấy không? Cái gì mình cũng nhờ Phật trời thôi, chứ nếu mà Phật trời cũng cứu mình được hết thì đâu cần ổng xuống đây, hiểu không? Ổng đứng trên kia ổng rải nước xuống rồi người nào đụng tới là khai ngộ liền. Thành Phật liền. À, cái gì phải tự mình làm chứ hả? Mình đại trưởng phu mà nhờ ai? Bả làm được, tôi làm được, hiểu chưa? Bả nhỏ xíu bả làm được, mình bự con vậy sao làm không được? Mắc cỡ chết. Không nhờ ai hết á, chưa? Quý vị bên trong là cái vũ trụ của chính mình, làm chủ chính mình. Mình muốn gì được đấy, nhưng mà phải biết mình muốn cái gì, rồi phải đi đúng đường đó. Không có thay đổi, không có dòng tới dòng lui, không dòng sau dòng trước gì hết. Đi ngoài đường đó là xong.
phải dùng ý chí của mình. Mình rất là người quật cường nhất là người Việt Nam mà đâu có thua ai, không? Ai vô nhà mình 2-3 năm mình đuổi ra hết. Không có nước nào lộn xộn. Làm lộn xộn nước mình được, hiểu chưa? Dạ. Tu hành cũng vậy thôi, hiểu chưa? Không cho quỷ ma nào tới lộn xộn với mình được hết. Quỷ tới một cái chặt cứ rụp liền, cho đi chỗ khác chơi. Mình không cầu nguyện gì cả, chỉ là muốn tự biết chính mình thôi, biết cái sự vĩ đại của mình thôi, để mà mình giải thoát chính mình thôi, và lợi ích với những người xung quanh. Một người giải thoát là quyền lực bao nhiêu thứ nó đều phát triển trở lại hết. Bây giờ đang nằm ngủ bên trong, những cái quyền lực của mình, những cái điều mình hiểu biết, cái gì cũng nằm ngủ bên trong. Càng tu hành càng khai mở ra. Khai mở ra thì lực lượng bất khả tư nghị. Người nào tới gần mình là đều được ảnh hưởng tốt hết, được giải thoát hết. Như vậy mới đúng là đại trượng phu, chứ không phải lúc nào cũng đi cầu khẩn Phật trời hay là sư phụ gì cũng vậy. Mình phải tự cứu mình, cứu người khác nữa, hiểu chưa? Này, có hết cái gì, quý vị, cái gì bên trong cũng có hết. Thế là mới tu hành chút chút đó, mà muốn gì cũng được là thấy không? Mà đừng muốn chuyện mà không có không được, hay không? Cái đó tôi không có chịu trách nhiệm đó. Hiểu rồi hả? Mỗi ngày đời sống của mình đơn giản mà, đâu có muốn gì nhiều. Nhưng mà lúc nào gặp trở ngại, lúc mà mình tu hành tốt đó, ha, thế nào cũng thông qua liền, phải không? Quý vị có biết hết mà, phải không? Đó là quý vị có lực lượng bên trong của mình đó ha. Lực lượng của sư phụ và lực lượng của bên trong của quý vị giống nhau, câu thông rồi, hiểu không? Đã câu kết với nhau rồi. Tại quý vị không biết dùng thôi, không dám dùng, hoặc là nghĩ mình không có, hoặc là không có, với không tới á, ha. Phải tu hành nhiều, tự nhiên cái gì nó cũng hiển lộ ra, mình biết là mình là có quyền lực, hiểu chưa? Okay. Không phải quyền lực để mà thể hiện bên ngoài người ta thấy, mình tự biết á, tự biết, không có nói ai nghe được hết. Tại mình giải thích không được, mình giải thích không được. Nhiều khi mỗi ngày thí nghiệm mình cái đầy giấy đó, nhưng lúc nào cũng có thí nghiệm. Thành ra nhiều khi quý vị, mỗi người đứng lên nói con có thí nghiệm muốn nói, mấy người kia thôi đi, nói nhiều quá đi, biết rồi. Tôi thí nghiệm còn nhiều hơn nữa, tôi chưa muốn nói. Phải không? Là như vậy đó, chứ không phải chê khen, không phải chê quý vị đó. Tại vì cái vị đó tưởng là con mình bả thôi. Sư phụ thương bả nhất, thành cho bả thí nghiệm như vậy đó, mấy người kia làm gì có. Ai cũng nghĩ như vậy ha. Cái đó là tình thương vô điều kiện, nó là như vậy đó. Tình thương của vũ trụ nó là như vậy đó. Ai cũng cảm thấy là mình được thương nhất. Ai cũng cảm thấy mình thí nghiệm đầy mình nhất. Như vậy mới là đúng, hiểu chưa? Tại mình đồng nhất thể mà, hiểu chưa? Thành ra mình chỉ thấy là bả thương mình thôi. Như vậy là ok. Không phải mình khoa trương gì, mà mình cảm thấy là có confident, tự tin, càng ngày càng tự tin, như vậy thì tốt. Cho nên mình làm gì nó cũng thuận, tại mình cái lực lượng của mình nó phát triển rồi, phải không? Ok. Rồi người nào nữa đây? Có rồi. Đây ha. Dạ con cảm ơn sư phụ nữa. Con nói thẳng con đấy. Rồi nói thẳng. Con tu hành cũng dở lắm, nhưng mà con muốn sư phụ chỉ ra cái vấn đề con mắc phải á. Là tại vì á, con từ hồi con thọ tâm ấn á, con ngồi Quán Âm tới giờ á, cái âm thanh nó không có thay đổi. Là do nó tại sao rồi, do con tu hành không biết ở lại lớp phải không? Không sao đâu, cứ dịp ngồi hoài, đừng có phân biệt gì hết, ok? Dạ, sư phụ. Cái số mình tới đâu mình ngồi tới đó ha. Ok. Là do tu hành chậm tiến bộ hả sư phụ? Không biết, có nhiều chuyện gì đó ha. Dạ. Nhiều khi ăn uống hay là tối ngày cứ dòm bạn trai ai biết đâu. rồi cứ bị chia cái phước báo của mình cho người khác. Nhưng nhiều khi ở chung với những người nào hay là làm việc chung với người nào, nhiều khi cũng có ảnh hưởng ha. Cứ ngồi tiếp tục, ngồi nhiều hơn, ok? Dạ, cảm ơn. Hồi đó ngồi 3 tiếng, bây giờ ngồi 10 tiếng. Biết tiến bộ liền. Tiếng mà, nhiều tiếng là tiến bộ. Ai nữa đâu? Vậy thôi hả? Mấy người Tây Phương có hỏi gì không? Vô. Muốn hỏi nữa hả bác? Rồi, bác tự nhiên đi. Hỏi gì nữa? Dạ, thưa sư phụ.
bạn của con là tuổi này là 6 người là đi về chuyến bay về Việt Nam tối nay hả? Mà dạ 10 giờ mà thưa sư phụ chúng con để lên xin thưa sư phụ chúng con về. Cảm ơn. Cảm ơn bác Tuấn Thâm. Về mình giỏi nha mấy đồng chí. Đây ở đây ở bên... Hả? Làm gì vậy? Quá tôn kính. Có thể đi ở đây nhanh hơn nhiều. Cảm ơn quý vị có lòng tôn kính. Kính chào sư phụ, con là người Đại Hàn. Tiếng Anh. Con biết nói tiếng Anh và tiếng Hoa. Nhưng tiếng Hoa thì thoải mái hơn. Tùy cô thích. Con nói tiếng Hoa được không ạ? Tôi đâu có nói là không được. Khi con thiền quán âm thì em thanh thiên nhà nội tại. Con thọ tâm ấn khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ con nghe âm thanh đến từ đây. Nhưng sau khi âm thanh trở nên to hơn. Hồi lúc từ bên trái hả? Dạ không, từ bên trên. Từ bên trên thì tốt hơn. Nhưng con không nghĩ đó là âm nhạc. Con cảm thấy đó là một loại năng lượng. Không cần phải một loại lực lượng, không cần phải làm nhạc. Âm nhạc cũng là một dạng năng lượng, hiểu không? Vậy con tiếp tục nghe được không? Được chứ, dĩ nhiên được. Như vậy còn tốt hơn nữa. Có nghĩa là có tiến bộ. Thêm một điều nữa. Từ nhỏ đến giờ, con mắc một căn bệnh. Con nỗ lực tu hành. Nhưng bệnh tình càng tệ đi. Tại đi thế nào? Con bị bệnh tiểu đường. Và sao? Một mắt của con bị mất thị lực. Và sức khỏe ngày càng suy giảm. Cô có đi bác sĩ chưa? Dạ có. Nhưng con không muốn bệnh tình làm phân tâm. Hiểu. Con muốn tiếp tục nỗ lực tu hành. Cô vẫn phải đi bác sĩ. Dạ, nhưng bác sĩ nói rằng con không còn cách nào khác. Nhiều lúc con sợ. Có đau không? Có lúc đau lắm ạ. Bác sĩ không cho cô uống thuốc à? Dạ có. Ngày nào con cũng tiêm và uống thuốc. Hiểu. Tiêm xong mới được ăn. Dạ, nhưng con rất sợ. Tại sao phải sợ? Nhiều người bị bệnh này mà. Dạ, nhưng từ nhỏ đến giờ con có trí nhớ kém. Hiểu. Một số người có bệnh này từ lúc còn nhỏ. Con cảm thấy bệnh của con có liên quan đến gia đình con. Bệnh di truyền à? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ, con là nhóm người đầu tiên thọ tâm ấn ở Đại Hàn. Có lẽ sư phụ biết cha con. Hai năm sau khi thọ tâm ấn, cha con trở thành giáo sư. Gia đình chúng con được rất nhiều phước báo. Nhưng đột nhiên con bị bệnh. Con cũng không hiểu tại sao. Con cảm thấy, con biết rằng đó là nghiệp quả của con. Nhưng có lúc con sợ. Nhưng có lúc con sợ. Nó đau lắm ạ. Ngày nay một số bệnh viện hoặc bác sĩ có thể trị được bệnh này. Tìm trên mạng internet xem thử quốc gia nào đã điều trị thành công. Rồi cô đi đến đó xem sao, được không? Dạ, nếu cô không đủ tiền thì nói với ban ngoại vụ, tôi sẽ trả tiền cho cô nhé. Cảm ơn sư phụ, tôi chỉ giúp cô được vậy thôi, được chứ? Dạ, cảm ơn sư phụ, dĩ nhiên cô phải tu hành tinh tấn hơn, lúc nào cũng niệm năm hồng danh, như vậy bệnh tình sẽ không nặng thêm. Được chứ? Dạ. Không có tiền thì nói với ban ngoại vụ, cảm ơn sư phụ. Nói là tôi đã nói vậy, mọi người ở đây đều nghe thấy. Cảm ơn sư phụ. Được rồi, rất tiếc. Chúc cô sớm tìm được phương pháp điều trị. Cảm ơn ngài. Nhiều lúc Tây y có thể không hữu hiệu lắm, nhưng Đông y có thể
có phương thuốc bí truyền nào đó. Rất nhiều người mắc bệnh này. Vậy con ít đồ ngọt lại. Hiểu không? Biết rồi ha. Dạ con hiểu rồi. Uống nhiều nước. Hay là con thử ăn cơm với gạo lứt muối mè xem sao. Dạ. Nghe nói có thể chữa khỏi đủ loại bệnh. Ăn thử xem. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Khi con nấu gạo lứt ngâm gạo qua đêm trước để dưỡng chất tốt được tiết ra. Rồi nấu với nước sạch. Dạ. Khi ăn hãy nhai kỹ cho tới khi rành nước. Rồi mới nhai miếng tiếp theo. Không phải nhai rồi nuốt ngay. Vậy sẽ không hiệu quả. Hiểu ha? Dạ con hiểu. Thử xem sao. Cảm ơn sư phụ. Rồi xem cái gì ăn được và cái gì không ăn được. Vì một số bệnh cần phải tránh ăn cái này. Cái gì cũng ăn thì cơ thể chịu không nổi. Rồi không hồi phục được. Thử ăn mè và gạo lứt xem sao. Vậy ha? Dạ. Đồng thời cũng phải tới gặp bác sĩ nha. Cảm ơn sư phụ. Tôi rất lấy làm tiếc, trẻ trung xinh đẹp như vậy mà lại bị bệnh, nghiệp xấu như vậy, rất tiếc. Dạ, thưa sư phụ, con nghe vậy nói cái vấn đề mà thẳng neo pin, bệnh tiểu đường này, tại vì con biết có một cái loại lá, có hai loại lá có thể trị hết, nhưng mà con không biết là có hiệu quả hay không, tại vì người con biết á, là uống có thể ngăn chặn lại được cái lượng tiểu đường. Cái đó là cái loại lá sake. Mà ở chỗ Nảnh Sinh, chỗ sư Phan Chai Ben, chỗ sư phụ ở đây có một cái cây đó. Cái lá nó vàng mà nó gớt xuống, nó nấu nước uống nó có thể ngăn được tiểu đường và trị bệnh được tiểu đường. Có ai dùng mà bớt chưa? Ở Việt Nam có. Có người chỉ đã chỉ kêu con nấu như cô vậy. Cô bệnh bớt bệnh hả? Cô có làm bớt bệnh hả? Có nghe nói hả? Dạ thưa sư phụ, là cái đó là theo cái phương pháp là y học cổ truyền đó sư phụ. Dạ có nhiều cái phương pháp mà người ta nói là mình có thể là mình ăn thuần chay là nó hết bệnh tiểu đường, không cần phải là phải chữa bệnh gì hết. Hiểu rồi. Đó là khoa học Mỹ đã chứng minh được điều đó rồi. Cái loại lá đó nếu như mà nó gớt xuống á sư phụ, dạng như nó vàng rồi nó gớt xuống á, là lụm cái đó uống là có hiệu quả hay hay lắm. Nhưng mà phải biết uống bao nhiêu, một ngày uống mấy lần thí dụ vậy đó. Con quên à. Thôi. Dạ. Giờ lấy một cái loại lá. Lấy cái địa chỉ, cái email gì của cô đó. Rồi về hỏi cho nó rõ ràng, gửi cho cô. Ok, hiểu không? Con không biết dùng điện vi tính nhiều sư phụ. Hả? Thì nhờ đồng tu làm giùm. Dạ. Với một loại lá đó là lá cô su dê á sư phụ, uống nhiều cũng có thể chuyển được một số bệnh đó đó sư phụ. Ok. Dạ. Rồi, cô liên lạc với họ để thử. Xem có thấy tiến triển gì tốt hay không. Nhưng vẫn cứ ăn cơm, gạo lứt muối mè và đi gặp bác sĩ. Ba điều. Mè, gạo lứt. Uống nước. Drink some water, you know. Thật nhiều nước để làm loãng đường. Sugar. Và liên lạc với cô ấy. Sẽ cô ấy có thể cho cô phương thuốc bí truyền này từ đời trước nào đó. Thử xem. Nhưng đừng quên bác sĩ. À, được rồi. Tốt. Good. Thank you. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Kính chào sư phụ. Chào cô. Con là người đại hàng. I'm Korean. Và con chỉ muốn nói. Chào. Chào ngài. Cảm ơn Ngài về mọi điều. Ngài đã nghe cả rồi, nhưng con thấy rất tự tin vào chính mình. Ngài đã giúp con tìm thấy con là ai, và con biết cô là ai. Con là Thượng Đế, là tình thương. Nên con nôn nóng về nhà chia sẻ tình thương con nhận được từ sư phụ trong 3 tháng qua. Con ở đây, mỗi ngày là một phép lạ. Cảm ơn sư phụ đã an bài, ngay cả trước khi tâm ấy. Con biết rằng Ngài đã giúp con và gia đình con. Và quả thật khác biệt, thật sự khác biệt, tâm tính con hoàn toàn thay đổi. Con thấy hết sức tự tin, con có thể làm bất cứ điều gì. Và con vô cùng đội ơn rằng con có thể là một công cụ tốt cho lực lượng tốt. Và cảm ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Cảm ơn cô. Anyone else? Yes. Dạ, kính chào sư phụ. Chào, đồng chí. Dạ. Con muốn nói với sư phụ là đợt này tụi con đệ tử của sư phụ Âu Lạc qua Đài Loan thì cảm thấy như là khi mà đi qua cổng hải quan á sư phụ,
thì lần trước thì mọi người cũng cảm thấy như là rất là hồi hộp, nhưng mà đợt này thì mình đi hợp pháp mà. Dạ, thì đợt này tụi con đi qua cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Có lẽ từ trường sư phụ đã nâng cao tất cả lên, cho nên tụi con đi qua đây cảm thấy rất là nhẹ nhàng, suôn sẻ. Dạ, và cũng cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Tại quý vị tu hành thêm tốt hơn. Okay. Sư phụ con muốn nói thêm một điều nữa là tối nay có 6 vị đồng tu Âu Lạc sẽ về lúc 10 giờ sư phụ. Thì chắc bây giờ xin phép sư phụ về trước tại vì sợ chở chuyến bay. Hiểu rồi. Dạ. 6 giờ bây giờ 6 giờ rồi. Dạ. Bây giờ phải đi hả? Dạ phải đi. Thôi quý vị đi mình giỏi nha. Dạ. Hết bánh kẹo rồi, thôi. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Đi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Hai. Quý vị mình nhớ nha, các đồng chí. Rồi, chào. Tại sao qua hải quan phải sợ? Nước này họ rất là thân thiện mà, rất tự do, mình có chiếu kháng mình đi qua được thôi, có ai ngăn cấm gì đâu, bắt bớ gì đâu sợ. Việt Nam. À bên kia, ấy đừng nói bậy. Ta cho chiếu kháng rồi đi, sợ gì nữa, không? Chính phủ. Sợ không được vô đây. Dạ, hải quan bên này nè. Dạ. Hải quan ở thiền đường hả? Hải quan bên Đài Loan. Bên Đài Loan sao không được vô đây? Tại mình không được vô. Tại sao không được vô? Mấy người đi lần đầu, người ta hỏi. À hiểu rồi, sợ hả? Không, mà xứ này tự do lắm. Thấy không, quý vị qua đây ở 3-4 tháng mai nói gì đâu. Bởi hết chiếu kháng rồi đi về thôi, thấy không? Họ không hỏi mình đi đâu, làm gì đâu. Mà thí dụ hỏi tới đây thì đâu có sao đâu, thấy không? Ở đây chính phủ rất là tốt với sư phụ. Họ biết sư phụ làm việc tốt, không có phạm pháp gì, không có phiền phức gì. Lâu rồi, mấy chục năm rồi, hiểu không? Họ biết là quý vị đi qua tự nhiên, ha. Mà không cần phải nói tới đây, nói đi chơi thôi. Dạ. Thì tới đây cũng chơi thôi, đâu mà đâu nói láo đâu, tới đây đâu có làm việc gì đâu. Tới chơi thôi phải không? Dạ. Đi chơi, đi thăm phong cảnh, đúng rồi, đây phong cảnh đẹp mà. Dạ. Phải không? Dạ. Không sợ gì đâu, ok ha. Xứ này rất là tự do, rất là tốt. Thí dụ quý vị mới bắt đầu vô cái tỉnh này đó, cái ngoài đường, cái biên giới của cái tỉnh này, hỏi thăm Thanh Hải vô thường sư á, chỗ đó, họ chỉ cho mình đi á. Tôi lạc đường hoài. Mỗi lần về phải hỏi mấy người làng, người xã, người xóm, từ từ họ chỉ hết chỗ này. Cái lần cuối cùng đi về đó, tối rồi 3-4 giờ sáng á, không, cái ông xe taxi cho địa chỉ mà ông cũng lộn đường hoài. Cái người làng ở ngoài bên kia đó, ông lái xe, ông dẫn mình tới đây á. Xe của ông mà xe taxi chạy theo sau. Họ tốt lắm. Trong nước thường thường nhiều người cũng biết tên sư phụ, họ không có làm khó dễ quý vị đâu ha. Thì sao đừng có sợ nha. Hết sợ rồi, không có gì sợ hết. Niệm năm câu đi thẳng. Chỉ sợ lạc đường thôi, nhưng mà có người đến, có liên lạc viên tới đón mà. Còn sợ gì nữa ha? Ok. Còn gì nữa không? Hỏi gì nữa không? Thôi hả? Thôi sư phụ đi lên nha. Không mệt gì nhưng mà ngồi đứng ngồi hoài mắc cỡ. Quý vị cứ dòm tôi hoài không biết làm gì hết. Thí dụ quý vị đứng đây ai dòm hoài chịu nổi không? Mắc cỡ gì? Không? Thôi. Rồi cảm ơn nha quý vị. Tiếp tục ngồi thiền nha. Không có đủ đâu, biết rồi. Biết rồi, dòm không đủ vậy, dòm hình, hòm hình. Hả? Dòm video. Ok. Dạ. Yeah. Ví dụ tôi không có là. Thôi đi. Bye. 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 Love you, master. Love you. Be careful, ok?
chăm sóc, ok? Yeah. Take care of yourself, yeah? Yeah. I love all of you. Take care of yourself. Yeah. Yeah. Sư phụ, chúng con đến từ Trung Quốc và nhớ sư phụ, Trung Quốc, chúng con đều từ Trung Quốc, tất cả đều từ Trung Quốc à? Dạ, lại đây nhìn đi. Thưa sư phụ, chúng con nhớ ngài, tôi đến đây gặp quý vị, lại nhìn đi, ghế, mấy ghế nhỏ. Những người phía sau có thể đến đây, không đủ chỗ hả? Đến đây, người từ Trung Quốc. Mới được đến đây, sư phụ đẹp quá, để họ đến, chỉ những người từ Trung Quốc, đừng cản họ, từ Trung Quốc hay không, hãy để tất cả họ đến. Hãy để họ đến đây, vẫn còn vài chỗ đến đây, chỗ này. À, không cần nhiều vậy. Họ biết quy củ. Tới đây, hãy để họ tới đây. Ngồi đó cũng được, họ cũng có thể ngồi đây. Cảm ơn sư phụ, vẫn còn chỗ, nhìn rồi đi. Dạ, dạ, nhìn rồi đi. Dạ, cảm ơn sư phụ. Sư phụ, con thương ngài vô vàng. Tôi cũng thương quý vị. Bây giờ ở Trung Quốc rất thuận lợi phải không? Dạ phải, dù già hay trẻ, hãy để họ đến miễn là còn chỗ, đừng cản họ. Hãy để họ đến nhìn, không có gì quan trọng. Rất nhiều người muốn nhìn, thêm vài người. Bây giờ ở Trung Quốc rất dễ dàng, đến đây rất dễ dàng phải không? Dạ phải, tôi cũng mừng khi thấy quý vị tới lui được tự do như vậy. Có xem truyền hình của mình chưa? Dạ có hả? Quý vị có xem truyền hình của Thiền Sư chưa? Dạ có. Ở Trung Quốc cũng xem được hả? Dạ, tuyệt vời, thấy đó. Chính phủ của gì tốt như vậy, thật tự do phải không? Trung Quốc tự do sẽ có sức ảnh hưởng lớn lao, bởi vì Trung Quốc có đông dân nhất. Bây giờ chính phủ Trung Quốc còn tìm mua thịt giả cho người dân ăn nữa phải không? Dạ phải. Ờ, khi xem bản tin đó, tôi đã bật khóc. Cảm thấy rất xúc động. Tôi rất xúc động vì chính phủ Trung Quốc quá tốt. Có tinh thần bảo vệ môi trường rất cao cả. Nếu toàn thể Trung Quốc có thể ăn thịt giả thì thật tuyệt vời phải không? Yeah. Nó sẽ ảnh hưởng toàn thể quốc gia. Và rồi toàn thể thế giới. Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn. Thành ra mới được gọi là đại lục. Đại lục. Đi tới đâu là có sức ảnh hưởng tới đó. Hiện tại, lý do Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn như vậy là vì rất đông dân số. Có phải thế không? Dạ phải. Chính phủ có quyền lực rất lớn. Đó không phải là quyền lực đánh nhau hoặc giết người. Đó là quyền lực để giúp người. Tôi rất cảm động. Sau khi quý vị về nhà, chuyển lời biết ơn của tôi đến bất cứ quan chức chính phủ nào mà quý vị biết. Người tu hành chúng ta tự do tự tại, tôi quen với lối sống riêng tư và không biết về phép xã giao trong chính phủ. Tôi sợ làm mất lòng họ, hiểu không? Tôi luôn nói sự thật, rồi sợ sẽ làm mất lòng người khác. Sư phụ thật khiêm nhường, cảm ơn quý vị. Nhưng tôi rất cảm kích các chính phủ tốt, hiểu không? Họ tốt với người dân, do đó người dân mới ấm no, có công việc, nhà ở và đời sống thoải mái. Tôi cảm kích điều đó. Tôi chẳng bận tâm tới chính trị, hiểu không? Đôi khi nói một chính phủ dân chủ nhưng chưa chắc đã tự do. Đôi khi nói chủ nghĩa cộng sản không tự do nhưng chưa chắc là như vậy. Còn tùy vào quan điểm và kỳ vọng của gì. Tối ngày có đòi hỏi không ngừng, hiểu không? Có bao nhiêu cũng không thấy đủ. Chúng ta thế này là tuyệt vời lắm rồi. Tốt lắm rồi, phải không? Dạ phải. Chúng ta có công việc, hòa bình và an ninh. Không có chiến tranh là tốt nhất. Không cần biết chúng ta ăn nhiều hay ăn ít. Người dân sống bình an, vô sự. Đó nghĩa là mình có một chính phủ rất tốt, hiểu không? Có chính phủ nào bảo vệ công dân của họ tốt, thấy không? Người dân được bình an, vô sự. Không có chiến tranh hoặc hỗn loạn. Không có gia đình bị tan vỡ hoặc thân nhân bị giết. Ngày nào cũng có thể gặp nhau. Trẻ em đi học về bình an. Ồ, thật tuyệt vời. Quý vị nên trân quý tất cả điều này nhé. Dạ, quý vị nên cảm ơn chính phủ. Nhiều quốc gia không an toàn như vậy.
hiểu không? Người dân sợ đi ra đường và ban đêm không dám đi ra ngoài, thậm chí ban ngày cũng sợ bom nổ. Nếu ban đêm họ đi ra ngoài, sợ điều gì đó có thể xảy ra, như gặp phải mấy người xấu. Điều này hiếm xảy ra ở Trung Quốc, rất hiếm, hầu như không bao giờ. So với các quốc gia khác, Trung Quốc hầu như không có vấn đề này. Ban đêm quý vị đi đường cũng an toàn phải không? Dạ phải. Cho nên quý vị nên biết ơn chính phủ, đừng nghĩ lung tung. Ví dụ có xung đột thì cũng là vì nghiệp chướng, tu hành thêm là chịu đựng là ổn thôi. Dạ. Dù sao mình không thể làm gì được, tôi cũng phải nhẫn nại nhiều điều. Và những điều này không phải do chính phủ Trung Quốc gây ra, hiểu không? Quốc gia nào cũng có vấn đề cả. Tôi nghe nói chính phủ Trung Quốc gần đây đã tặng Mexico hơn 1 triệu Mỹ Kim hoặc 2 triệu Mỹ Kim khi Mexico bị thiên tai. Dạ, thật đại lượng. Và thiện chí của Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Thay vì dọa dẫm hay bắt nạt người khác, Trung Quốc chấp nhận, ủng hộ và giúp đỡ các quốc gia khác. Như vậy mới là một chính phủ chân chính. Như vậy mới đúng là phụ mẫu của dân. Ảnh hưởng không giới hạn ở Trung Quốc thôi. Nếu toàn thể Trung Quốc không ăn thịt thì ôi chào, sẽ ảnh hưởng biết bao đối với thế giới. Sẽ thật tuyệt vời. Bây giờ chính phủ Trung Quốc bắt đầu đặt hàng với một số công ty để mua thịt chay. Phải, thịt chay. Khi nghe tin này tôi bật khóc. Tôi khóc khá lâu, khóc vì hạnh phúc chứ không phải khóc vì buồn. Tôi mừng hết sức. Ồ, thật tuyệt khi Trung Quốc đã chủ động điều này. Tôi chưa nghe quốc gia nào chủ động như vậy để tìm mua thực phẩm chay. Ở châu Âu cũng có tiến hành nhiều thí nghiệm, nhưng tôi chưa nghe nói chính phủ nào công khai đặt mua thực phẩm chay. Thật tuyệt vời, quý vị có rất nhiều phước báo. Chúng con biết ơn và cảm tạ sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Trước đây tôi cũng không biết, vì sống ở những nơi khác nhau, rồi có quá nhiều tuyên truyền và tẩy não về chủ nghĩa cộng sản không tốt thế nào, nghe thật dễ sợ. Nhưng càng nghĩ thì tôi thấy đâu có gì đó. Người dân sống tốt, họ vẫn mập mạp, khỏe mạnh như vậy. Không ai bị bỏ đói mà chết hoặc bị hành hạ tàn nhẫn. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia đều có luật pháp riêng của họ, dù là cộng sản hay dân chủ, đều như nhau, đều có luật pháp. Người nào phạm pháp thì bị trừng phạt. Và dĩ nhiên là khi bị trừng phạt thì họ than vãn, thỉnh thoảng có thể có sai lầm. Đôi khi nhiều người bị trừng phạt oan ức, chứ không thể nói là không có những điều như vậy. Đôi khi mấy quan chức thổ địa chơi thủ đoạn bản thiểu, họ lạm dụng quyền lực, một số có thể đàn áp người dân, nhưng đó không phải là đường lối mà chính phủ muốn. Đó là vấn đề tính cách của các cá nhân. Quốc gia nào cũng có điều đó. Nói chung, nếu người dân an bình, hạnh phúc, ấm no thì tốt rồi, có nghĩa là chính phủ tốt. Không có chính phủ nào có thể làm hài lòng hết mọi người. Quý vị thấy đó, Hoa Kỳ có tổng thống hàng đầu, nhưng ông chỉ được phần nửa số dân ủng hộ, phần nửa kia không ủng hộ ông, hiểu không? Đây là tự do của họ. Họ thích ủng hộ ai thì họ ủng hộ, không thích thì cũng chẳng ai nói gì. Như thế đó, họ có một chút tự do, nhưng quyền và tự do đi kèm với trách nhiệm to lớn. Quý vị phải dùng quyền đúng cách và không phải lúc nào cũng tạo ra tranh chấp và gây rắc rối cho chính phủ, hiểu không? Dạ hiểu. Có cái tốt lẫn cái xấu, nói không hết đâu. Tôi không phải là chính trị gia, tôi không nói nữa đâu. Quý vị đều từ Trung Quốc hả? Dạ phải. Cả những người đằng kia. Dạ phải. Xin lỗi, quý vị ngồi, ngồi xuống. Đừng xê dịch, ngồi xuống và đừng xê dịch. Nhìn thấy tôi không? Dạ thấy, tôi thương ngài rất nhiều. Tôi cũng thương quý vị, cảm ơn quý vị. Sư phụ đẹp quá, thương ngài thật nhiều. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Sư phụ đẹp quá. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị lặn lội đường xa đến đây. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin sư phụ bảo trọng, chúng con thương sư phụ. Con xin ở ngắn hạn 3 tuần được không ạ? Singapore, dĩ nhiên, ai ở cũng được, tại sao không được? Vì con ra nước ngoài 2 tháng, không tham gia cộng tu được à? Vậy hả? Lần cuối con tham gia cộng tu là tháng trước ở Vancouver. À, được, nếu không làm việc ở đây, thì cô không được chấp thuận hả? Dạ, không phải vậy, quy định là phải cộng tu liên tục 6 tháng. Vậy thì hãy cho họ biết cô đi xa. Con đã nói với anh ấy.
Nói với ai? Liên lạc viên địa phương của con. Vậy à, đâu có chuyện như vậy. Được rồi, ai muốn đến thì đến. Muốn ở lại thì ở. Điều quan trọng là không được bỏ bê gia đình, đừng gây rắc rối cho gia đình. Và thì thật phải hợp lệ. Công việc cũng phải sắp xếp ổn thỏa. Đừng bỏ bê gia đình hay công việc của mình và gây rắc rối cho ông chủ hoặc bất cứ ai. Thế thì được, đi tới đâu chỉ cần tinh tấn tu hành thì tốt rồi. Tôi không đặt ra quy định này. Tôi không đặt ra. Miễn là quý vị thành tâm. Nhưng đến đây là phải thành tâm. Nếu không quý vị sẽ gặp vấn đề. Tự mình sẽ có vấn đề. Hộ pháp ở đây rất công bằng. Ở đây mọi thứ đều minh bạch. Nếu quý vị làm gì sai, nó sẽ lộ ra, hiểu không? Dạ, hiểu mà. Quý vị không che giấu được đâu. Nếu muốn đến thì đến. Để họ đến được chứ. Không phải sao? Họ tu hành cả đời. Vắng 6 tuần đâu có sao. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Con thương sư phụ. Ok. Cảm ơn sư phụ. À, sư phụ, con thương ngài rất nhiều. Cảm ơn sư phụ. Tôi xin lỗi. Sư phụ đẹp quá. Chào sư phụ. Ok, mấy sư là mấy sư. Rồi, được rồi. Không sao. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đẹp quá. Không đẹp bằng sư phụ. Y phục đẹp đó. Sư phụ đẹp quá. Cảm ơn quý vị. Tôi nói quý vị biết sự thật. Thiên đàng nói với tôi những điều về sắc đẹp và sự trẻ trung. Tôi thấy quý vị càng tu càng trẻ ra. Tôi ước ao được như quý vị. Và tự hỏi, tại sao mọi người vẫn còn trẻ như lúc tôi gặp họ 10 hay 20 năm về trước? Bây giờ nhìn họ vẫn giống như 20 năm trước. Vậy tại sao tôi lại trở nên già thế này? Sư phụ trẻ mãi ạ. Sư phụ không già. Không, không đâu. Rồi thiên đàng nói rằng tôi có rất nhiều lực lượng, kể cả lực lượng cải lão hoàn đồng. Vậy tại sao nó không linh ứng? Họ nói đệ tử của ngài đánh cắp hết rồi. Cảm ơn sư phụ. Thật đó, thiên đàng nói với tôi như vậy. Rồi tôi nhận ra, ồ, thì ra là thế. Nếu biết vậy, tôi sẽ không truyền tâm ấn cho quý vị đó. Không sao, sư phụ sẽ trẻ mãi à. Xứng đáng, cũng đáng mà. Xin sư phụ bảo trọng. Tôi chỉ thấy tiếc thôi, tôi không thể cho quý vị thấy tướng mạo xinh đẹp hơn được. Sư phụ rất đẹp. Sư phụ sẽ trẻ mãi à. Cũng không làm ngôi sao điện ảnh được nữa. Ồ, thật vậy. Sư phụ thật xinh đẹp. Tạm biệt nha. Xin tạm biệt và cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị đến gặp tôi. Thương quý vị. Xin chào tạm biệt sư phụ. Xin sư phụ bảo trọng. Thương quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Hẹn gặp lại sư phụ. Xin ngài bảo trọng. Con thương ngài. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thương ngài. Sư phụ đẹp quá. Dạ, cảm ơn sư phụ. Sư phụ thật xinh đẹp. Con thương ngài. Thương quý vị. Love you. Chào sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Mấy người già, mấy người già này. Rồi, chào nha. Thương quý vị. Cảm ơn quý vị, chúc ngủ ngon. Xin chúc ngài ngủ ngon.